Hệ thống đầu tư Atarget xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay, Thế sẽ chia sẻ với quý nhà đầu tư về bản tin thị trường tuần từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021 với chủ đề thị trường phân hóa và kế hoạch giao dịch ở trong tuần tới. Và các anh chị theo dõi video, nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ Thế và hệ thống đầu tư Atarget nhé. Và hệ thống cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã thường xuyên theo dõi các bản tin của hệ thống đầu tư Atarget ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thị trường ở trong tuần vừa qua, thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng đón xem. Xin chào tất cả các anh chị ạ, và chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có những cái kế hoạch ở trong tuần tới để chúng ta làm sao để đầu tư một cách tốt nhất và thành công nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến thị trường ở trong tuần vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có những cái ngày nghỉ lễ từ ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 đúng không ạ? Là chúng ta đã có 4 ngày nghỉ lễ của ngày mùng 2 tháng 9 rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem xét là thị trường của chúng ta đang ở đâu và chúng ta nên làm gì ở trong thời gian tới. Thì chúng ta thấy rằng là thị trường ở trong thời gian vừa qua như Thế đã chia sẻ và các anh chị theo dõi các bản tin của Thế ở trong thời gian vừa qua, thì sau cái áp lực bán với khối lượng rất là lớn này và bắt đầu có những cái phiên biến động dừng, thì Thế đánh giá là vùng này đã là quanh những cái vùng hỗ trợ rồi, và bản thân các anh chị của chúng ta nắm giữ tỷ lệ tiền mặt cao hoặc chúng ta vẫn đang giữ một cái tỷ lệ cổ phiếu an toàn, thì các anh chị hoàn toàn là chúng ta có thể tham gia từ những cái phiên ngày 24, 25 và 26. Và Thế đánh giá là vùng 1290, 1285, 1290 cũng là những cái vùng hỗ trợ mạnh của thị trường ở trong thời gian vừa qua. Và điều đặc biệt hơn ở trong giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các cổ phiếu đã cho những cái trạng thái rất là tích cực, rất nhiều các cổ phiếu mà bứt phá, vượt đỉnh và thu hút dòng tiền rất là tốt, thì đó là những cái trạng thái mà thị trường phân hóa rất là lớn. Chúng ta thấy rằng lý do tại sao mà thị trường chỉ số VN Index ở cái vùng này là chưa tăng, đó là do các cổ phiếu của dòng ngân hàng của chúng ta vẫn đang ở quanh những cái vùng hỗ trợ mạnh, và các cổ phiếu dòng ngân hàng tác động chính đến điểm số của thị trường chung. Khi các cổ phiếu này không tăng thì sẽ làm cho thị trường chung của chúng ta rất khó có thể tăng được mạnh. Và chúng ta có thể nhìn thấy là đó là chỉ số VN30. Với điển hình là các cổ phiếu dòng ngân hàng thì VN30 của chúng ta vẫn biến động ở quanh vùng hỗ trợ. Chúng ta thấy không? Vẫn ở quanh vùng hỗ trợ 1426 điểm đúng không ạ? Tuy nhiên là VN Index của chúng ta thì có những cái sự tích cực hơn. Và Thế đánh giá là vừa qua rất nhiều các anh chị đang lo ngại rằng là thị trường hồi phục với khối lượng thấp là tiêu cực. Nhưng các anh chị có thể thấy rằng đó là trong cái quá trình vừa qua, thị trường của chúng ta để có thể hồi phục thành công, đó là luôn có những cái vùng khối lượng thấp. Lý do tại sao lại là khối lượng thấp? Khối lượng thấp là do những nhà đầu tư của chúng ta ở những cái vùng trên này, các anh chị bán thì cũng đã bán ở những cái phiên trước rồi. Và những nhà đầu tư mà chúng ta khi đến vùng này thì chúng ta rất lo ngại rằng là thị trường chung có thể về mốc 1200 điểm. Thế nên là rất ít nhà đầu tư đu bám thị trường ở trong vùng này. Và khi mà tổ chức nhà cái họ đã rũ ra một cái lượng lớn nhà đầu tư cá nhân rồi, thì việc mà họ luôn làm cho là thị trường nghi ngờ. Nghi ngờ đó là chúng ta thấy rằng cái giai đoạn trước là thị trường của chúng ta đã có 9 phiên tăng liên tiếp. Đây là 9 phiên tăng điểm liên tiếp, có một phiên điều chỉnh và sau đó lại có hai phiên tăng, thì chúng ta thấy rằng gần như một chuỗi đó là 10 phiên tăng điểm liên tiếp. Và khi đến những cái vùng này thì chúng ta thấy rằng bắt đầu là thị trường của chúng ta nổ vôn nhưng mà giá không tăng, thì cho thấy là những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta lại quay lại đu bám tại những cái vùng này. Và khi đu bám tại vùng này thì chúng ta thấy rằng xuất hiện cái phiên mà ngày 20 tháng 8, đó là một cái phiên giảm điểm rất là mạnh và rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư. Và thanh khoản của chúng ta thấy rằng là phiên đó là gần 1,2 tỷ cổ phiếu và rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư. Và đến cái vùng này, nhà đầu tư của chúng ta đã bị cắt lỗ tại những cái thời điểm này thì không dám quay trở lại thị trường. Chúng ta thấy rằng và những nhà đầu tư nào bán thì cũng đã bán ở những phiên trước rồi. Nhà đầu tư bán ở phiên này vì lo ngại rằng là thị trường có thể sẽ lại giảm về mốc 1200 điểm. Thế nên là vùng này thì nhà đầu tư mà đã bán ra, vừa bán ra thì cũng chưa dám quay lại. Cũng chưa dám quay lại và làm cho thị trường của chúng ta hồi phục ở mức thấp. Và như Thế đánh giá là chúng ta cần phải có một cái tư duy khác đi một chút. Chúng ta cần nghĩ khác đi một chút, đó là trong những cái đợt mà Thế thấy rằng đó là những cái đợt hồi phục này. Các anh chị lưu ý, để hồi phục thành công ấy, thì thông thường khối lượng thường rất ở mức rất là thấp đúng không ạ?
khi nào mà nổ vol thì chúng ta thấy rằng thị trường lại biến động, rung lắc rũ bỏ rất là mạnh tại vùng này cũng vậy thôi, tạo nên cái sự nghi ngờ rất lớn cho nhà đầu tư. Đây là những cái vùng mà chúng ta thấy rằng hồi phục với khối lượng rất là thấp này, cả vùng này cũng vậy thôi, hồi phục với khối lượng thấp, và khi khối lượng cao thì bắt đầu có những cái sự rung lắc và rũ bỏ rất là mạnh. Thế nên là vùng này cũng vậy thôi, là thị trường vẫn đang trong cái quá trình hồi phục, nhưng cái vùng 1330 đang là những cái vùng kháng cự ngắn hạn của cái đường MA20 và đường MA50 và cũng như là vùng kháng cự phần trước đó, thì cho thấy là thị trường của chúng ta đang gặp những cái sự rung lắc tại vùng này để rũ bỏ, cũng như là những nhà đầu tư nào muốn chốt lãi, nhà đầu tư mà bắt được đáy ở vùng này muốn chốt lãi thì sẽ rung lắc và rũ bỏ tại những vùng này. Còn thế vẫn đánh giá là xu hướng thị trường sẽ vẫn là tích lũy, rồi sau đó có thể sẽ về những cái vùng đỉnh cũ, về vùng đỉnh cũ của 1360 1370. Tuy nhiên ấy, về tại vùng này ấy, và chúng ta thấy rằng ở vùng này cái khối lượng thanh khoản cũng là khá là cao, thế nên là xác suất cao sẽ có thể sẽ là tích lũy. Và với cái trạng thái tích lũy thì có thể thị trường sẽ có hai kịch bản xảy ra, đó là một, có thể là thị trường sẽ điều chỉnh trở xuống hoặc là sâu hơn, hoặc là cái kịch bản thứ hai đó là thị trường sẽ quay về những cái vùng đỉnh cũ, đó là 1420 điểm. Thế nên là trong những cái vùng rung lắc như này thì Thế vẫn chia sẻ với các anh chị, đó là hiện tại là chúng ta vẫn kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu. Và lát nữa Thế sẽ chia sẻ với các anh chị, đó là những anh chị nào mà đang cầm nhiều cổ phiếu thì các anh chị sẽ làm gì, và những anh chị đang cầm tiền thì chúng ta sẽ làm gì. Thì nhìn chung ấy, thì đánh giá là vùng này chưa quá lo lắng đối với các anh chị của chúng ta đang ở trên thị trường. Và vấn đề là chúng ta sẽ quan sát tại những cái vùng đỉnh cũ này là thị trường của chúng ta có ý chí để vượt đỉnh hay không, hay là thị trường của chúng ta gặp vùng này lại có những cái nhịp điều chỉnh trở lại, thì lúc đó chúng ta sẽ tính sau nhé. Còn những cái vùng này thì khi gặp đường kháng cự của MA20 MA50, thế nên là cái việc mà thị trường của chúng ta bị rung lắc rũ bỏ đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng thị trường ở giai đoạn này có sự phân hóa rất là cao, rất nhiều các cổ phiếu mà Thế khuyến nghị trong thời gian vừa qua thì các anh chị của chúng ta cũng đã đạt được những cái tỷ lệ lợi nhuận khá là tốt rồi, đúng không ạ? Các anh chị có thể điểm danh đó là những cái cổ phiếu chẳng hạn như là DDV là Thế khuyến nghị các anh chị tham gia từ ngày mùng 5 tháng 8, đó là tại những cái vùng này. Chúng ta thấy là Thế khuyến nghị các anh chị tham gia từ ngày mùng 5 tháng 8 tại vùng giá 15.5, đến bây giờ thì DDV cũng gần đạt được 50% nhé. Và khi mà tăng điểm ấy, Thế thấy là cái mức độ tăng điểm mà khối lượng đang bị giảm đi như này thì xác suất cao đó là cổ phiếu này có thể sẽ có những cái nhịp mà biến động dừng ở trong thời gian tới, thì Thế sẽ khuyến nghị các anh chị mà chúng ta sẽ bán chốt lời sau. Hoặc là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng mặc dù điểm số chưa tăng nhưng mà rất nhiều các cổ phiếu mà Thế đã khuyến nghị là cho những cái biên lợi nhuận khá tốt, chẳng hạn như là Nam Kim cũng vậy thôi. Nam Kim là Thế khuyến nghị các anh chị tham gia từ ngày 4 tháng 8, và đối với cổ phiếu Nam Kim thì hiện tại cũng cho một cái mức sinh lời đó là hơn 30%, đó là cũng là những cái trạng thái khá tốt ở trong thời điểm hiện tại nhé. Mặc dù chúng ta thấy rằng điểm số, và hiện tại thì chúng ta cần phải đặt rõ ra điểm số của chúng ta đang chịu tác động bởi các cổ phiếu của dòng ngân hàng là những cái dòng mà tác động chính đến điểm số của thị trường. Thế nên là cái nhịp này thì đánh giá là có thể điểm số của thị trường sẽ không tăng quá mạnh, nhưng rất nhiều các cổ phiếu mid cap và sau đó có thể lan tỏa sang các cổ phiếu dòng penny là có thể sẽ tăng rất là mạnh. Vấn đề của chúng ta ở đây là gì? Là chúng ta sẽ hạn chế tham gia đối với các cổ phiếu mà hiện tại đang ở kênh dưới, hoặc các cổ phiếu đang ở vùng những cái vùng hỗ trợ của kênh dưới. Các cổ phiếu đó sẽ hồi khi mà thị trường chung tăng điểm, nhưng sẽ không mang lại cho chúng ta một mức lợi nhuận tốt. Và lát nữa Thế cũng sẽ chia sẻ với các anh chị về rất nhiều những cái điều mà Thế thấy rằng là rất nhiều các anh chị đang gặp phải ở trong cái thời điểm hiện tại, đó là chúng ta thường nắm giữ các cổ phiếu yếu và chúng ta nghĩ rằng đó là các cổ phiếu an toàn, nhưng thực ra đó là các cổ phiếu mà rất khó có thể mang cho chúng ta một cái mức lợi nhuận tích cực ở trong thời gian tới. Nam Kim cũng là cái cổ phiếu mà Thế khuyến nghị mà các anh chị tham gia trong thời gian vừa qua, hoặc là MBS Thế cũng khuyến nghị các anh chị tham gia từ ngày mùng 2 tháng 8 cơ. Đó là MBS Thế cũng khuyến nghị các anh chị tham gia tại những vùng này,
và khuyến nghị các anh chị chốt lời ở quanh ngày 23 tháng 8 đúng không ạ? Chúng ta cũng đạt được cái mức sinh lời 30% đối với cổ phiếu MBS này. Rất nhiều các cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng có những cái mức sinh lời khá là tốt ở trong thời gian vừa qua, hoặc các cổ phiếu như là GVR này, GMD này, GVR này, GMD này, các cổ phiếu ở PC1 này, đó là các cổ phiếu mà Thế khuyến nghị các anh chị tham gia và chúng ta cũng đã được cái biên lợi nhuận rất là tốt này, PET này, hoặc là các cổ phiếu PET này, DGC này, chúng ta Thế cũng khuyến nghị các anh chị tham gia ở phiên này và sau đó có những nhịp rũ bỏ và hiện tại trạng thái cũng đang cho những cái trạng thái khá là tốt, hoặc là PET cũng vậy thôi, hiện tại vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại. Thì nhìn chung là chúng ta thấy rằng dòng tiền đang tập trung nhiều hơn vào các cổ phiếu midcap. Vậy một câu hỏi đặt ra là xu hướng của thị trường của chúng ta vẫn đang có xu hướng là tích lũy quanh vùng 1330, 1340 rồi sau đó sẽ về những cái vùng đỉnh cũ. Còn về đỉnh cũ vượt được không thì chúng ta sẽ quan sát thêm nhé. Đây là kịch bản mà Thế đánh giá với cái xác suất cao. Tại những vùng này thì Thế thấy rằng là rất nhiều các anh chị nhà đầu tư lo lắng rằng là thị trường của chúng ta là có thể rơi tiếp, hoặc là thị trường của chúng ta sẽ về vùng 1.200 điểm. Tuy nhiên là Thế đánh giá là khi mà khối lượng đang có những cái trạng thái mà bị sụt giảm, và cái thứ hai nữa là vùng này là vùng hỗ trợ khá là mạnh 1.280, 1.290, thì nếu mà có thủng cái vùng này thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, chứ không phải là một hai phiên là sẽ thị trường sẽ rơi ngay. Thế nên cái hiện tại là vùng này thì Thế vẫn đánh giá xu hướng là tích lũy nhá, xong đó là sẽ về những vùng đỉnh cũ. Tại vùng đỉnh cũ thì chúng ta sẽ xem xét rằng là thị trường có ý chí để về đỉnh cũ 1.420 hay không, hay là cái áp lực điều chỉnh lại xảy ra, lúc đấy thì chúng ta sẽ xem xét sau. Vậy bây giờ đặt một cái câu hỏi như này: nếu mà các anh chị đang cầm cổ phiếu và như bản thân Thế cũng vậy thôi, đó là rất nhiều các anh chị khách hàng của Thế hiện tại đang giữ một cái tỷ trọng khá là cao và các anh chị đang cầm cầm lượng cổ phiếu lớn ấy, thì chúng ta nên làm gì? Theo Thế đánh giá là dù hiện tại các anh chị đang cầm cổ phiếu của dòng nào đi chăng nữa, chẳng hạn như là dòng yếu là dòng ngân hàng, dầu khí này, xong đó là đối với các dòng mạnh hơn đó là dòng thép này, hoặc các anh chị đang cầm những cái cổ phiếu của dòng bất động sản, dòng cảng biển này, hoặc là dòng thủy sản này, hoặc ngành đường này, các anh chị đang cầm, gần như là các anh chị đang cầm cổ phiếu, thì tại những vùng này thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn. Lý do tại sao? Lý do Thế đánh giá là những cái dòng mà hiện tại đang là yếu của thị trường như là dòng ngân hàng cũng đang có những cái trạng thái rung lắc rũ bỏ tại những vùng hỗ trợ, và xác suất cao cũng sẽ có những cái nhịp hồi phục, và khi dòng ngân hàng hồi phục thì sẽ tác động đến điểm số của thị trường chung và làm cho thị trường chung của chúng ta cũng sẽ tăng khá là tích cực, và với cái biên hồi phục có thể từ 5 đến 10%. Thế nên là các chị đang nắm giữ thì chúng ta cũng không nên bán ở trong cái thời điểm này, mặc dù đó là dòng yếu. Như Thế đã chia sẻ với các anh chị trong rất nhiều các buổi mà chia sẻ về bản tin thị trường cũng như là các cổ phiếu mà chúng ta nên tham gia, mặc dù là dòng yếu nhưng cái xác suất cao vẫn là sẽ hồi phục được 5 đến 10%. Tuy nhiên những cái dòng cổ phiếu vừa qua thì đang tập trung rất nhiều các anh chị vào các dòng cổ phiếu như là các dòng bất động sản này đúng không ạ, các cổ phiếu của dòng thủy sản hoặc dòng cảng biển cũng vậy thôi, hoặc các cổ phiếu dòng phân bón ấy, đó là những cái cổ phiếu mà đang ở những cái kênh trên. Thế nên là khi mà thị trường hồi phục khoảng độ 30 40 điểm nữa thì xác suất những cái dòng đó có thể tăng được 10 đến 20% sẽ là mạnh hơn so với các dòng mà đang ở kênh dưới. Thế nên là cái việc mà các anh chị đang nắm giữ các cổ phiếu như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục kiên nhẫn. Còn cái thời điểm này theo Thế đánh giá là các anh chị đang cầm cổ phiếu thì chúng ta không nên cơ cấu. Không nên cơ cấu vì sao? Vì hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái ngưỡng 1.360 và 1.370 ở phía trước cũng là những cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh của thị trường, và nếu mà thị trường từ cái vùng này lên 1.360, 1.370 thì thị trường cũng chỉ tăng khoảng độ 30 đến 40 điểm nữa, 30 đến 40 điểm nữa đúng không ạ? Và mức tăng như vậy thì không phải là những cái biên biên tốt để chúng ta có thể cơ cấu được. Nếu bây giờ chúng ta cơ cấu rất nhiều các cổ phiếu mà đã tăng quá rồi, chẳng hạn như là nhà Tứ Liêm chúng ta thấy à, vượt đỉnh nha, hoặc PC1 đã vượt đỉnh rồi, thì các anh chị không thể bán các cổ phiếu dòng ngân hàng cơ cấu sang các cổ phiếu này được, mà vấn đề là các anh chị nắm giữ cổ phiếu này và chúng ta sẽ chờ đó là cổ phiếu này chạy hết một cái nhịp tăng
hết nhiệt tăng chứ chúng ta không mua được ở những vùng này nữa. Chúng ta cũng không nên bán các cổ phiếu của dòng ngân hàng nữa vì đó đã qua cái điểm cơ cấu của chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta mua chẳng hạn như là PC1, nhà từ Niêm này, hoặc là chúng ta mua DG thì những cái trạng thái như vậy đó là trạng thái mua đuổi rồi. Và mua đuổi thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro. Thay vì đó là những anh chị mà đang nắm giữ các cổ phiếu của dòng ngân hàng thì chúng ta sẽ chấp nhận vùng này là khi hồi phục đến 5-10% là chúng ta sẽ canh để chúng ta bán ra. Các anh chị lưu ý nhé. Còn cơ cấu hiện tại ở vùng này, theo quan điểm của Thế là tại vùng này là cơ cấu sẽ không còn những cái biên lợi nhuận tốt cho chúng ta nữa và không đảm bảo cái sự an toàn. Thế nên là các anh chị đang cầm cái lượng cổ phiếu cao trong danh mục là chúng ta vẫn tiếp tục là kiên nhẫn nhé. Cả cổ phiếu yếu và cổ phiếu mạnh cũng vậy thôi. Chúng ta không nên cơ cấu vùng này. Cổ phiếu yếu thì chúng ta sẽ canh hồi để chúng ta bán ra, làm sao để chúng ta bớt cái thiệt hại nhất có thể. Còn đối với các cổ phiếu mạnh thì chúng ta sẽ nắm giữ cho đến khi cổ phiếu có những cái biến động, gọi là những cái biến động dừng, hoặc cho đến khi mà chúng ta đạt target để chúng ta chốt ra. Vấn đề là như này, thực ra cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu mạnh cũng là những cái quản trị rủi ro của chúng ta, vì đó là những cái cổ phiếu mà đang cho mức sinh lời rất là tốt, và khi thị trường tăng thì thông thường các cổ phiếu đó sẽ là tăng mạnh nhất, chứ chúng ta đừng nên chốt lời các cổ phiếu mạnh đó mà chúng ta tham gia các cổ phiếu ở kênh dưới như các cổ phiếu dòng ngân hàng, vì đó là vô hình chung chúng ta lại đi ngược lại với cái quy tắc cơ cấu, đó là chúng ta ra mạnh lại vào những cái cổ phiếu yếu. Còn cái nguyên tắc của chúng ta đó là gì? Ra yếu vào mạnh, nhưng cái thời điểm này với cái biên đó là chúng ta kỳ vọng là thị trường chung về 1360, 1370 thì hiện tại đang 1335 rồi. Thế nên là cái việc mà biên mà chúng ta để cơ cấu ở vùng này thì là không còn cái thời điểm cơ cấu hợp lý nữa. Mà vấn đề cái thời điểm cơ cấu là hợp lý ở vùng 1290 cơ. Cái vùng mà Thế đã khuyến nghị các anh chị từ ngày 24, 25, 26 đúng không ạ? Còn đến cái vùng này là chúng ta không có thời điểm mà chúng ta cơ cấu hợp lý nữa. Cái thứ hai nữa, đối với các anh chị đang cầm tiền với tỷ trọng cao thì sao? Thì thực ra ấy, với cái biên mà chỉ số VN Index có thể tăng được 30-40 điểm nữa ở trong ngắn hạn thì các anh chị đang cầm tiền thì chúng ta cũng hạn chế cái trạng thái FOMO. Hạn chế cái trạng thái FOMO đó là chúng ta mua đuổi với các cổ phiếu đang ở mức cao rồi, chẳng hạn như là các cổ phiếu của dòng bất động sản chẳng hạn vậy, vượt đỉnh rồi thì lúc đó chúng ta mua FOMO thì sẽ rất là khó. Với Thế đánh giá rằng hiện tại vẫn có những cái cổ phiếu mà đang có những trạng thái mới bứt phá và cho những cái điểm mua tiếp theo thì hoàn toàn là các anh chị có thể canh những cái cổ phiếu mình đang nắm giữ này. An toàn nhất là các cổ phiếu mình đang nắm giữ này có những cái điểm mua tiếp theo thì chúng ta giải ngân. Còn nếu mà các anh chị mua mới với cái cổ phiếu hoàn toàn mới ở trong danh mục ấy thì cái tỷ trọng của chúng ta nên ở mức thấp và chúng ta nên lựa chọn các cổ phiếu bứt phá. Thứ nhất là các cổ phiếu đang ở kênh trên này. Cái thứ hai đó là bứt phá từ vùng hỗ trợ, chúng ta mua thì sẽ là an toàn hơn, tránh cái trường hợp mà chúng ta mua chơi vơi. Lý do tại sao mà chúng ta mua chơi vơi sẽ bị rủi ro? Khi cổ phiếu tăng một nhịp rồi, chẳng hạn như là PC1 đi, các anh chị mà mua ở những cái trạng thái chơi vơi như này, rất nhiều các anh chị hỏi là có mua được ở những cái vùng này hay không? Thì thực ra là PC1 đây là những cái điểm mua chuẩn này. Và những cái thời gian vừa qua như Thế cũng đã chia sẻ là khi mà về những cái đường hỗ trợ của MA20, MA50 thì là cái thời điểm mà các anh chị có thể canh để chúng ta mua gia tăng hoặc chúng ta giải ngân. Còn đến cái thời điểm này rồi thì nếu mà chúng ta mua chơi vơi ở đây ấy, nếu mà thị trường chung quay đầu, cổ phiếu có thể điều chỉnh rất là sâu lại về những cái vùng hỗ trợ vùng 32 như vậy thì chúng ta có thể sẽ chịu cái rủi ro rất là lớn. Thế nên là chúng ta sẽ không mua đuổi nhé. Nên tập trung vào các cổ phiếu đã có ở trong danh mục để chúng ta cơ cấu, có thể gia tăng được thêm các tỷ trọng, làm sao để cho những cái trạng thái của chúng ta an toàn nhất. Trước khi mà kiếm tiền thì chúng ta hãy nghĩ đến cái rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải là như thế nào. Còn nếu mà các anh chị để an toàn hơn thì bản thân Thế hiện tại là đang giữ cho khách hàng khá nhiều cổ phiếu rồi, thế nên là Thế cũng không khuyến nghị các anh chị mua mới nữa. Tuy nhiên là nếu mà các anh chị mà đang cầm cái tiền mặt, lượng tiền mặt khá cao thì các anh chị nên tập trung vào các cổ phiếu đang có trong danh mục, tìm những cái điểm mua an toàn để chúng ta có thể gia tăng, hơn là chúng ta mua một cái cổ phiếu hoàn toàn mới có ở trong danh mục, như vậy thì sẽ là an toàn nhất. Và cái thứ hai mà Thế cũng muốn chia sẻ với các anh chị ở trong nhịp này ấy, đó là các anh chị hiện tại khi mà thị trường hiện tại của chúng ta với bản chất là thị trường chịu tác động rất lớn
bởi các cổ phiếu của dòng chính như là dòng ngân hàng. Mà các cổ phiếu dòng ngân hàng hiện tại cũng đang khá là yếu, đang ở những cái vùng hỗ trợ mạnh. Rất nhiều các cổ phiếu đang ở những cái vùng 1240 của VN Index đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng đây, VN Index của chúng ta lên rồi, nhưng mà chẳng hạn như STB cũng vậy thôi. Chúng ta thấy rằng đang ở những cái vùng hỗ trợ cũ của VN Index thì cho thấy là cổ phiếu này đang là một cái cổ phiếu khá là yếu. Thì với những cái trạng thái như vậy thì mà các cổ phiếu dòng ngân hàng này tác động chính đến điểm số của thị trường chung. Và chúng ta như lúc nãy chúng ta cũng nhìn đó là đối với VN30 thì gần như là không tăng ở trong những cái phiên vừa qua. Thì với những cái trạng thái như vậy và cái biên chúng ta thấy rằng những cái vùng phía trên là 1360 và 1370 cũng là những cái vùng kháng cự mạnh. Thế nên là việc chúng ta nên hạn chế giao dịch ở trong thời điểm này nhé. Lưu ý với các anh chị là chúng ta hạn chế giao dịch, rất rất hạn chế giao dịch ở trong thời điểm này. Bán thì như thế chia sẻ rồi là chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn giữ thêm. Còn nếu mà chúng ta mua thì chỉ mua với tỷ trọng thấp và lựa chọn các cổ phiếu an toàn đã có trong danh mục và tại những cái vùng hỗ trợ có tín hiệu mua gia tăng thì chúng ta mua gia tăng. Còn cái bản chất ở hiện tại ở vùng này là chúng ta hạn chế FOMO, hạn chế giao dịch nhé, để tránh cái trường hợp mà chúng ta bị kẹt cổ phiếu. Nếu mà thị trường chung điều chỉnh sâu thì chúng ta rất khó để chúng ta có thể xử lý được. Và bản thân khách hàng của Thế đang nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu khá là cao và Thế đang canh những cái thời điểm nào thích hợp thì có thể bán ra các cổ phiếu nhé. Còn các anh chị hạn chế giao dịch ở trong cái thời điểm này. Và một cái điều mà Thế cũng vừa qua trong những ngày nghỉ, nhưng mà Thế cũng nhắn tin cho rất nhiều các anh chị khách hàng, và đặc biệt là các anh chị khách hàng đang trong Zoom của Thế, thì Thế thấy rằng là rất nhiều các anh chị hiện tại của chúng ta đang kẹt các cổ phiếu dòng ngân hàng. Thì Thế nhắn cho tầm khoảng độ là 20 khách hàng, thì Thế thấy rằng là khoảng độ 15 khách hàng là đang nắm giữ các cổ phiếu dòng ngân hàng. Có những khách hàng có những anh chị nhà đầu tư là nắm hoàn toàn là các cổ phiếu của dòng ngân hàng. Vậy những các anh chị đang kẹt các cổ phiếu dòng ngân hàng thì chúng ta cần phải xử lý như nào? Thì nếu mà các anh chị theo dõi với các video của Thế từ trước ấy, thì Thế đã gần như là chia sẻ với các anh chị rất rõ là các cổ phiếu của dòng ngân hàng hiện tại là đang trong một cái chu kỳ đi xuống rồi và rất khó để có thể mà duy trì một cái đà tăng mạnh trở lại. Và khi các yếu tố vĩ mô thay đổi, khi dòng tiền đang có những cái định hướng thay đổi thì chúng ta cần phải gọi là nhanh chóng để chúng ta thay đổi một cái tư duy đầu tư, làm sao để chúng ta tận dụng tốt nhất những cái cơ hội trên thị trường. Và trong những cái video Thế cũng đã chia sẻ rồi về tư duy nhanh và tư duy chậm đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng với những cái tư duy nhanh thì các anh chị vừa qua thì các anh chị có thể tận dụng được rất nhiều các dòng cổ phiếu và các cổ phiếu thu hút dòng tiền, chẳng hạn như là dòng cảng biển, dòng phân bón này, dòng bất động sản này, chúng ta thấy rằng hoặc là dòng thủy sản này, rất nhiều các dòng cổ phiếu mà thu hút tiền rất là tốt. Nếu mà chúng ta tư duy nhanh một chút thì chúng ta sẽ tận dụng rất tốt những cơ hội đó. Còn nếu mà các anh chị nghĩ rằng các cổ phiếu dòng banh, trứng và có thể là đến cả thép đi, thì 6 tháng đầu năm vừa qua là một cái chu kỳ tăng rất là tốt của các cổ phiếu dòng này rồi, và gần như là một cái chu kỳ vàng đối với banh, trứng, thép đúng không ạ? Còn đến cái thời điểm hiện tại thì Thế đánh giá rằng là không còn nhiều dư địa, đặc biệt là các cổ phiếu dòng ngân hàng không còn nhiều dư địa tăng nữa. Các cổ phiếu dòng thép thì bên cạnh đó là vẫn có những cái cổ phiếu mà mang những cái trạng thái khá là tốt, chẳng hạn như là Nam Kim này. Nam Kim là các anh chị đã tham gia cùng Thế ngày mùng 4 tháng 8 thì cũng đã đạt được cái mức lợi nhuận khoảng độ 30% rồi, cả Hoa Sen cũng vậy thôi. Thì đó là những cái cổ phiếu mà đang mạnh hơn các cổ phiếu dòng thép thì chúng ta có thể tham gia. Tuy nhiên là không còn những cái thời kỳ hoàng kim như cái giai đoạn 6 tháng đầu năm nữa, và cả đối với các cổ phiếu dòng chứng khoán cũng vậy thôi, vẫn sẽ có những cái nhịp tăng nếu mà VN Index về những cái vùng đỉnh cũ 1360, 1370 ở trong thời gian tới, nhưng sẽ không phải là những cái nhịp tăng đột biến. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng dòng tiền đã luân chuyển sang rất nhiều các cổ phiếu midcap rồi. Midcap vừa rồi có rất nhiều các cổ phiếu có thể tăng được 100% đúng không ạ? Chẳng hạn như là HAH đúng không ạ? Rất nhiều các cổ phiếu dòng cảng biển cũng đã tăng rất là tốt rồi. Hoặc là dòng phân bón cũng vậy, DCM, DCM, DPM cũng vậy, là tăng rất là tốt rồi. Vậy chúng ta cần phải linh hoạt. Còn chúng ta sẽ quay trở lại là những anh chị mà đang kẹt các cổ phiếu của dòng ngân hàng thì chúng ta làm gì? Thì cái giải pháp đó là chúng ta sẽ chờ thị trường tăng mạnh để chúng ta chờ các cổ phiếu đó
hồi phục trở lại và chúng ta bán ra. Các cổ phiếu dòng ngân hàng hiện tại là có một cái trạng thái đó là như nhau. Chúng ta thấy rằng các cổ phiếu đang có những cái trạng thái như nhau, chẳng hạn như VIP cũng vậy thôi, đang có những cái trạng thái đây là vùng hỗ trợ. Vùng này thì các anh chị đang cầm rồi thì chúng ta không nên bán, nhưng khi đã hồi phục chẳng hạn như là VIP có thể hồi phục về vùng 39 thì lúc đó là chúng ta không thể kỳ vọng hơn được nữa. Mà vấn đề ở đây chỉ là những cái nhịp hồi phục ngắn hạn thôi, và những anh chị đang chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta lại lên canh để chúng ta bán ra nhé, chứ không tuyệt đối là chúng ta không mua gia tăng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng không nên nắm giữ quá lâu ở vùng này, mà khi hồi về những cái ngưỡng kháng cự là chúng ta cũng sẽ bán nhé. VP Bank cũng vậy, đang chạm hỗ trợ khá là mạnh nhỉ. Techcombank vẫn đang biến động quanh vùng hỗ trợ. MBB cũng rung lắc ở quanh vùng hỗ trợ, sẽ có nhịp hồi. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là các anh chị hiện tại đang kẹt các cổ phiếu dòng ngân hàng là chúng ta không bán, không bán, và chúng ta sẽ canh hồi bán nhé. Cái STB cũng vậy, ACB cũng vậy nhé. Chúng ta thấy rằng đây là những cái vùng hỗ trợ mạnh rồi, thì thông thường nếu mà mạnh sẽ hồi về những cái vùng chẳng hạn như là ACB về vùng 34-35 này, về đường MA20, MA50, thì thời điểm đó là để các anh chị kỳ vọng để có thể tăng mạnh là rất khó. Vì vấn đề lý do tại sao? Đây là một cái vùng mà kháng cự rất là mạnh. Chúng ta thấy rằng 34-35-36, đây là vùng 36 này, cái kháng cự rất là mạnh. Và vùng 34-35 ấy là tương ứng với đường MA20 và đường MA50 rồi. Thế là các anh chị nhìn có thể rất là rõ đúng không? MSB đang hồi phục tốt hơn này, PP Bank đang ở vùng hỗ trợ này, CTG có dấu hiệu sắc xanh trở lại ở phiên vừa qua này, HD Bank thì chúng ta thấy lại test lại một chút, OCB đang ở vùng hỗ trợ, nhìn chung là ABB, chúng ta Liên Việt Postbank cũng test lại với khối lượng thấp. Thì nhìn chung là các cổ phiếu của dòng bank đều có những cái trạng thái như vậy. Các anh chị đang kẹt các cổ phiếu dòng này thì chúng ta đó là chúng ta nên canh để chúng ta hồi mạnh. Chúng ta kỳ vọng là thị trường chung sẽ hồi mạnh, dòng bank mà hồi mạnh thì sẽ tác động khá tốt đến điểm số của thị trường. Thì khi mà dòng banh hồi mạnh thì chúng ta canh T3, T5 là chúng ta cũng bán ra nhé. Lưu ý với các anh chị. Còn khuyến nghị để mà chúng ta giải ngân để trung bình giá tại vùng này thì thế lại không khuyến nghị các anh chị. Vì tại sao một cái số tiền đó chúng ta không lựa chọn các cổ phiếu khác tốt hơn? Đó là chia sẻ riêng đối với rất nhiều nhà đầu tư của chúng ta đang bị kẹt các cổ phiếu của dòng banh ở trong thời điểm hiện tại. Và vấn đề là như này, có một cái yếu tố nữa đó là chúng ta cần phải cơ cấu nhanh. Cơ cấu nhanh ở đây là gì? Là khi mà các anh chị đang nắm giữ các cổ phiếu dòng banh ấy, chúng ta thấy rằng khi chạm cái vùng hỗ trợ đó, vùng kháng cự, khi mà các cổ phiếu hồi phục về vùng kháng cự là chúng ta nhanh chóng để chúng ta bán ra. Và thực ra như này, chia sẻ với các anh chị đó là khi mà chúng ta mua nắm giữ cổ phiếu ấy, thì chúng ta thấy rằng các cổ phiếu mà đang đi theo đúng cái định hướng của chúng ta thì chúng ta nên kiên nhẫn nắm giữ. Còn đối với các cổ phiếu nào mà đi mà có những cái dấu hiệu vi phạm mà chúng ta mua mà bắt đầu có những cái trạng thái lỗ, theo thế đánh giá như này, chúng ta cần phải lưu ý chặt chẽ và sau đó là chúng ta nhanh chúng ta cơ cấu trở. Nếu mà cổ phiếu yếu đó thì chúng ta nhanh chóng là chúng ta bán ra. Thực ra là như này, các anh chị mua chẳng hạn như là 10.000 một cổ phiếu đi, 10.000 cổ phiếu ACB chẳng hạn, khi mà các anh chị mua rồi các anh chị thấy là không đi đúng theo cái kế hoạch của chúng ta thì đó là gì ạ? Chúng ta nên nhanh chóng là chúng ta bán một nửa ra. Khi mà các anh chị bán ra rồi thì cái tư duy của chúng ta rất là thoải mái và chúng ta nghĩ được rất nhiều điều. Còn nếu mà chúng ta cứ gồng hoặc là chúng ta cứ kỳ vọng rằng cổ phiếu sẽ tăng mạnh, hồi phục thật mạnh thì rất khó. Chúng ta gần như lúc đó chúng ta không nghĩ được một cái điều gì nữa. Và theo thế đánh giá là cơ cấu nhanh ở đây là gì? Là chúng ta thấy là những cái cổ phiếu có những cái trạng thái mà không ổn, không đi theo đúng cái kế hoạch của chúng ta thì chúng ta cũng nên bán ra. Và những cái cổ phiếu nào mà tốt chẳng hạn như là DIG vừa qua mà thế khuyến nghị các anh chị và cũng cho những cái trạng thái gọi là lợi nhuận khá là tốt đúng không ạ? Chúng ta đã đạt được lợi nhuận hơn 30% rồi, thì đối với những các cổ phiếu DIG thế khuyến nghị các vùng này thì sau đó là chúng ta thấy rằng cổ phiếu lại duy trì một cái trạng thái khá là tốt. Vì tại thời điểm này thế cũng khuyến nghị các anh chị gia tăng, và tại những phiên vừa qua là khi mà quanh về những cái vùng hỗ trợ thì thế cũng đã khuyến nghị rất nhiều các anh chị là chúng ta có thể giải ngân gia tăng tại vùng này. Vì thế đánh giá là với những cái trạng thái nền tảng như thế chia sẻ với các anh chị rất nhiều ở trong các bản tin rồi, với những cái nền tảng tích lũy khoảng độ 6 đến 7 tháng như này thì thông thường cổ phiếu không chỉ tăng 10, 20 hoặc 30% mà xu hướng có thể cổ phiếu sẽ tăng 100% ở trong những thời gian tới. Có thể bây giờ nói thì các anh chị vẫn chưa rõ được, nhưng mà các anh chị hãy chờ xem ở trong những thời gian tới. Còn các cổ phiếu này thì thế thấy rằng
cái trạng thái thu hút dòng tiền rất là tốt này. Thì lúc mà chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu mạnh thì là chúng ta nên cơ cấu nhanh, đó là chúng ta chuyển sang các cổ phiếu mạnh để chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng. Còn đến cái thời điểm này thì gần như là không còn những cái điểm mua nhé. Lưu ý với các anh chị là không còn những cái điểm mua tại những cái vùng này rồi. Đấy là chia sẻ với anh chị là như vậy. Và bây giờ trước khi mà chúng ta đến với trạng thái của các dòng cổ phiếu ấy, thì Thế chia sẻ với các anh chị về quan điểm trong tư vấn đầu tư của Thế, đó là Thế đặt cái mức độ hiệu quả lên hàng đầu. Hiệu quả lên hàng đầu các anh chị nhé. Vấn đề là anh có nói trời, nói biển, anh có nhận định hay như nào, anh có nói hay như nào, nhưng vấn đề cái hiệu quả đầu tư là phải đặt lên hàng đầu. Nghĩa là gì? Là cái chất lượng tư vấn mà Thế muốn rằng và Thế luôn hướng đến cùng với team và với hệ thống đầu tư Atarget, đó là làm sao mình sẽ tư vấn cho khách hàng, mang lại cho khách hàng cái trạng thái đó là cái lợi nhuận một cách tốt nhất, và Thế luôn tập trung vào cái hiệu quả đầu tư. Và lý do của như vậy thì cái danh mục của Thế luôn chia chia sẻ công khai để cho tất cả các anh chị nắm được. Và vấn đề là trong cái danh mục đó thì các anh chị có thể lưu ý là Thế thường lựa chọn các cổ phiếu, thứ nhất là về hai mặt, một là về cơ bản, là thường là các cổ phiếu có cơ bản tốt ở trong ngành, hoặc là các cổ phiếu mang tính đầu ngành, là các cổ phiếu là những cái doanh nghiệp tốt. Doanh nghiệp tốt lưu ý để khuyến nghị cho các anh chị, đó là vấn đề về cơ bản. Còn tốt như thế nào thì Thế có thể chia sẻ với các anh chị sau, hoặc các anh chị có thể tìm hiểu về tiềm năng của doanh nghiệp này và những cái lợi nhuận của doanh nghiệp ở trong thời gian vừa qua này, doanh thu của doanh nghiệp này, ban lãnh đạo ra sao này, cơ cấu cổ đông đang nắm giữ các cổ phiếu này như thế nào, thì các anh chị có thể tìm hiểu sâu hơn và những cái kỳ vọng trong tương lai của doanh nghiệp như nào. Đó là các doanh nghiệp mà Thế thường chọn là các doanh nghiệp tốt và ban lãnh đạo, nghĩa là ban lãnh đạo có tâm và ban lãnh đạo đang xử lý, đang nắm giữ một cái lượng cổ phiếu lớn và gắn liền với quyền lợi của cổ đông. Đó là về phân tích cơ bản. Còn về kỹ thuật là như nào? Là Thế thường lựa chọn các cổ phiếu đang ở kênh trên. Kênh trên lưu ý với các anh chị nhé. Trong danh mục của Thế thì đa số các cổ phiếu là đang ở kênh trên. Kênh trên nghĩa là một cái kênh xu hướng, là kênh xu hướng tăng ở trong cái thời gian vừa qua và đã thu hút dòng tiền rất là tốt. Về cơ bản tốt này, kỹ thuật là kênh trên và thu hút dòng tiền tốt. Đó là để Thế khuyến nghị cho tất cả các anh chị và tham gia tại cái vùng gọi là an toàn nhất có thể. Một là bắt đầu là cái vùng mà cổ phiếu tích lũy vượt qua vùng tích lũy như DG. Đó là những cái trạng thái mà cổ phiếu bắt đầu thu hút tiền với cái khối lượng là dòng tiền bắt đầu tham gia trở lại và bứt phá vượt đỉnh. Với cái thứ hai nữa là sau đó là khuyến nghị các anh chị tại những cái vùng hỗ trợ mạnh để chúng ta tham gia, còn không mua tại những cái vùng lơ lửng như này, không mua tại những cái vùng lơ lửng như này. Đấy là chia sẻ với các anh chị nhé về cái cách mà khuyến nghị và tư vấn của Thế, thì Thế vẫn đặt cái hiệu quả lên hàng đầu. Các anh chị lưu ý nhé, dù nói trời nói biển hay là như thế nào đi chăng nữa thì cái hiệu quả của chúng ta vẫn được đặt lên hàng đầu, và bản thân Thế luôn đánh giá đó là chúng ta sẽ làm sao để có một cái danh mục tốt nhất có thể. Đó là cái lý do mà hiện tại mà chúng ta thấy rằng trong danh mục của Thế cũng có những cổ phiếu đạt được 30, 40 hoặc thậm chí là gần 50%, gần 50% cái mức độ tăng ở trong thời gian vừa qua, và chỉ trong một cái thời gian khá là ngắn thôi đúng không ạ? Khoảng độ hơn một tháng. Hơn một tháng thì chúng ta đã có những cổ phiếu tăng 50% rồi. Thì lưu ý với các anh chị nhé, vấn đề là không 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 lúc nào chúng ta cũng đúng hết cả, mà vấn đề là có cái thời điểm mà chúng ta cũng sẽ lựa chọn vào những cái cổ phiếu mà không tốt, thì bằng cách chúng ta quản trị bằng cách đó là chúng ta sẽ nhanh chóng cắt lỗ nếu mà cổ phiếu đó có những cái trạng thái vi phạm cái nguyên tắc bán của chúng ta, hoặc là chúng ta phân bổ cái tỷ trọng đều ra nhé. Lưu ý với các anh chị, danh mục của các anh chị nên có tầm 4 đến 5 cổ phiếu và chúng ta phân bổ đều ra các cổ phiếu để tránh những cái trường hợp mà rủi ro cục bộ ở một số cổ phiếu nào đó, thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ quản trị được rủi ro một cách khá là tốt. Thì cái hiệu quả đầu tư là Thế được đặt lên hàng đầu để các anh chị có thể sẽ đồng hành cùng với hệ thống đầu tư Atarget một cách lâu dài nhất. Và cái thứ hai nữa là làm sao để các anh chị thấy rằng đó là chúng ta đầu tư thì chúng ta phải có hiệu quả nhé. Lưu ý với các anh chị là dù bất kỳ ai tư vấn cũng vậy, và bất kỳ hệ thống nào tư vấn cũng vậy, hoặc là bất kỳ mọi người nào tư vấn cũng vậy, đó là cái hiệu quả thì cần phải đặt lên hàng đầu. Và cái thứ hai của một người tư vấn ấy, theo Thầy đánh giá, đó là cái tâm.
Cái tâm đó là gì? Thế cũng đó là mục tiêu của thế, đó là sẽ nhất quán cái quan điểm mình đúng thì mình sẽ nhận là mình đúng và mình sai thì mình sẽ nhận là mình sai. Giả sử là khi mà thị trường có trên thị trường thì chúng ta thấy rằng cái mức độ rủi ro thì thường xuyên thấy xảy ra đúng không ạ? Nhưng vấn đề là chúng ta làm sao để chúng ta hạn chế cái thiệt hại nhất của chúng ta. Khi nào mà thế đánh giá nhận định thị trường chung đúng chuẩn xác và các anh chị tham gia có lời thì lúc đó là thế sẽ nhận là đúng, còn khi nào mà bị sai thì thế sẽ nhận là sai. Và cái điều mà khi sai ấy, là chúng ta làm sao để hạn chế cái thiệt hại trên thị trường. Không ai đúng hết cả và cũng không ai sai hết cả. Vấn đề là lúc đúng thì chúng ta cố gắng là gia tăng cái lợi nhuận, còn lúc sai là chúng ta giảm thiểu cái rủi ro mà chúng ta phải phải gặp phải và phải nhất quán trong cái quan điểm đầu tư của mình. Lưu ý với các anh chị nhé, chứ không phải là hôm nay nói là thị trường đang rất là tốt đúng không ạ, hôm sau thị trường điều chỉnh lại chia sẻ với các anh chị là thị trường lại xấu rồi, và ngày hôm sau nữa thị trường tăng lại bảo thị trường tốt, thì như vậy gần như là khiến cho những nhà đầu tư và những khách hàng quay trong chóng nữa, và gần như là chúng ta không có những cái gì xử lý được ở trong gọi là T3, vì chúng ta mua cổ phiếu thì T3 mà chúng ta mới mới xử lý được đúng không ạ? Hôm nay chúng ta mua rồi, mai lại bảo là thị trường xấu và cổ phiếu có xấu thì rất khó để chúng ta xử lý được vì cổ phiếu chưa về. Mà khi cổ phiếu về vừa bán xong thì lại bảo thị trường tốt, thì như vậy là không nhất quán trong cái quan điểm đầu tư. Và thế tin rằng là những anh chị mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta đầu tư và chúng ta nghiên cứu ở trên thị trường thì chúng ta cũng nên nhìn nhận một cách khách quan nhất có thể để lựa chọn những người đồng hành cùng mình tốt nhất có thể. Thì đó là cái quan điểm của thế, là thứ nhất là hiệu quả và cái thứ hai đó là nghĩa là nhất quán với cái quan điểm tư vấn của mình. Mặc dù là thị trường luôn biến động nhưng chúng ta cần nhất quán khi và làm sao để chúng ta khi mà chúng ta đúng thì chúng ta có cái mức lợi nhuận tốt nhất, còn khi mà chúng ta sai thì chúng ta giảm thiểu cái mức rủi ro tốt nhất, chứ không phải là lúc sai mà chúng ta gọi là đổ lỗi cho bất kỳ một cái lý do gì, mà vấn đề nhanh chóng để chúng ta sẽ xử lý cái tài khoản của chúng ta. Và các anh chị có thể là theo dõi ở trên kênh của Thế thì Thế cũng đã chia sẻ một cái video khá là hay, đó là đây Thế có thể chia sẻ với các anh chị, và thực ra cái này là cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta cần phải, đó là chúng ta cần phải xử lý. Thế nhá, một cái video mà Thế thấy là chia sẻ cách các anh chị có thể xem cái video này. Đó là cách xử lý tài khoản khi mà thị trường bị sụt giảm nhé. Vì hiện tại thì số lượt xem thì cũng khá là ít đúng không? Nhưng mà vấn đề là Thế đánh giá là đây là một cái video khá là quan trọng. Thị trường tăng thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà vấn đề nếu mà thị trường giảm thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Thì các anh chị có thể theo dõi lại cái video này. Nghĩa là khi mà thị trường giảm thì chúng ta cần phải xử lý như nào, và chúng ta đã gặp rất nhiều cái điều này ở trong quá khứ rồi, thì các anh chị có thể xem cái cách mà chúng ta quản trị rủi ro khi mà thị trường sụt giảm mạnh. Vừa qua thì chúng ta chứng kiến đó là ngày 20 tháng 8 gần nhất đúng không ạ, hoặc là ngày mùng 6 tháng 7 cũng là những ngày mà sụt giảm rất là mạnh rồi, thì đó là cái thời điểm mà chúng ta cần phải xử lý tài khoản như nào. Thế nên là việc mà chúng ta cần phải làm sao để cho tài khoản của chúng ta hiệu quả này và thế sẽ nhất quán trong cái quá trình mà tư vấn của mình, và sai thì chúng ta cần phải quản trị rủi ro làm thế nào để chúng ta quản trị rủi ro một cách tốt nhất. Đó là chia sẻ với các anh chị về cái việc như vậy, thì các anh chị có thể vào kênh của Thế để các anh chị theo dõi nhé. Ok, về tiếp theo thì Thế xin chia sẻ với các anh chị về cái để chúng ta quản trị rủi ro thì chúng ta cũng sẽ phân bổ cái danh mục của chúng ta, lưu ý các anh chị tầm khoảng 4 đến 5 cổ phiếu nhé. Chúng ta phân bổ đều, lưu ý các anh chị nên phân bổ đều 4 đến 5 cổ phiếu để tránh cái trường hợp mà chúng ta bị rủi ro cái cục bộ, hoặc là các cổ phiếu tốt mà chúng ta giải ngân ít, còn các cổ phiếu mà xấu thì chúng ta lại mua với tỷ trọng ở mức cao. Còn bây giờ thì Thế sẽ chia sẻ với các anh chị về trạng thái của các dòng cổ phiếu hiện tại nhé. Như Thế đã chia sẻ rồi, về các cổ phiếu của dòng ngân hàng thì hiện tại là đang ở quanh những cái vùng hỗ trợ rồi, thì chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là dòng ngân hàng sẽ hồi phục tốt ở trong những cái thời gian tới. Thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn nắm giữ đối với các cổ phiếu này, chúng ta sẽ chờ hồi phục mạnh để chúng ta canh để chúng ta bán ra. Các cổ phiếu chứng khoán thì sao? VND đang chuyển sàn đúng không ạ? Các cổ phiếu chứng khoán thì theo Thế đánh giá là đang chạm vùng hỗ trợ mạnh rồi,
thì xu hướng cũng sẽ hồi phục về vùng đỉnh hoặc là có thể vượt đỉnh. Như VCI thì chúng ta thấy rằng đang biến động và quanh những cái vùng hỗ trợ mạnh này, xu hướng có thể về những cái vùng đỉnh cũ hoặc thậm chí là vượt đỉnh nhé. Các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta kiên nhẫn rồi. Dòng chứng khoán thì thế đã khuyến nghị các anh chị bán ở ngày hôm 23 tháng 8, là thế đã khuyến nghị các anh chị bán ra đối với các cổ phiếu dòng chứng khoán rồi. Thì bán xong thì thế cũng không quay lại đối với các cổ phiếu dòng này nữa, vì thế cũng đang tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu dòng bất động sản. Bất động sản cũng chia sẻ với chị và một số các cổ phiếu dòng nhỏ hơn nhưng mà hiện tại vẫn tập trung chủ yếu ở dòng bất động sản. Thì đấy, chứng khoán như SSI mùng 9 tháng 9 tới đúng không ạ, là bắt đầu là phát hành tăng vốn này, thì xu hướng vẫn đang tích lũy, có xác suất cao là sẽ về những cái vùng đỉnh hoặc là vượt đỉnh trong thời gian tới. HCM cũng tốt này, xu hướng về đỉnh cũ này. SHS đang tích lũy, MBS cũng sẽ xu hướng về đỉnh cũ này. Các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta kiên nhẫn nhé. MBS này, CTS cũng vậy nhé. CTS đã về vùng đỉnh cũ rồi, có thể xác suất cao là sẽ vượt đỉnh cũ nhé. Đối với các dòng cổ phiếu dòng chứng khoán này vẫn mang cái trạng thái tốt và vẫn đang mạnh hơn thị trường đúng không ạ? Mang trạng thái tốt và mạnh hơn thị trường. ORS này, AGR đang tích lũy, TVC điều chỉnh nhẹ trở lại này. BMS này, SBS cũng đang tích lũy ở dưới đỉnh, xu hướng là về quanh vùng đỉnh. VX là cổ phiếu mang tính đầu cơ đúng không ạ? VX cổ phiếu mang tính đầu cơ. Nhìn chung là dòng chứng khoán vẫn là tốt nhé. Dòng thép hiện tại này, chúng ta thấy rằng SMC còn vượt đỉnh nhé, đúng không ạ? SMC vượt đỉnh nhưng mà khối lượng cũng không quá cao. Tuy nhiên là xác suất cao vẫn tiếp tục duy trì một cái đà tăng ấy. Các anh chị đang nắm giữ thì kiên nhẫn nhé. Như Nam Kim thì rất nhiều các anh chị hỏi, thế là đến vùng này cũng đã đạt cái tỷ suất lợi nhuận gần 35% rồi, thì có nên bán không? Nam Kim là thế khuyến nghị các anh chị tham gia từ ngày mùng 4 tháng 8 này. Thì đối với Nam Kim ở vùng này thì các anh chị vẫn tiếp tục là kiên nhẫn nhé. Mặc dù là cái đà tăng có dấu hiệu suy yếu một chút, nhưng mà vấn đề là thế đánh giá là vẫn xác suất cao vẫn sẽ tiếp tục tăng nữa. HSG này, HSG xu hướng sẽ tiếp tục hồi phục ở trong thời gian tới nhé. Hòa Phát cũng vậy đó. Hòa Phát test lại cái đường EMA 20 khối lượng thấp vẫn đang ổn nhé. VGS thì đấy, như hôm trước là nhiều anh chị hỏi là có lo lắng là gặp những cái vùng này có nên bán luôn hay không, thì thế đánh giá nếu cổ phiếu rơi thì kiểu gì cũng sẽ tạo thành mô hình hai đỉnh. Nhưng ở đến vùng này thì thế đánh giá là cùng với dòng thép thì xác suất cao là các cổ phiếu này vẫn có thể sẽ vượt đỉnh hoặc là sau đó mới điều chỉnh xuống nhé. Thì những anh chị nào đang nắm giữ thì vẫn kiên nhẫn này. Tên là H vẫn mang cái trạng thái tốt, HMC này, POM, SHI. Nhìn chung là dòng thép hiện tại cũng đang có những cái trạng thái khá là tốt, thì anh chị đang nắm giữ thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta sẽ kiên nhẫn đối với các cổ phiếu dòng thép nhé. Tiếp theo đối với các cổ phiếu dòng đạm cũng bứt phá vượt đỉnh thu hút dòng tiền khá là tốt này, các anh chị vẫn đang nắm giữ này. DCM, DPM vẫn đang duy trì một trạng thái khá là tốt nhé. Các anh chị DGC này, hóa chất đúng không ạ, BFC dòng đạm này vẫn đang mang những trạng thái khá là tốt này. PLC đúng không ạ, chúng ta thấy rằng PLC cũng bứt phá vượt đỉnh nha, điều chỉnh về chạm hỗ trợ sau đó bứt phá vượt đỉnh. Đây là những cái cổ phiếu khá mạnh, xu hướng sẽ còn tăng tiếp ở trong thời gian tới nhé. GVR cũng là cổ phiếu mà thế khuyến nghị các anh chị hiện tại vẫn đang là những cái trạng thái tăng khá là tốt. GVR này, LAT này, chúng ta thấy rằng DRI cũng trạng thái tốt này, DPR này, vượt đỉnh này. CSV thì chúng ta thấy rằng vẫn tiếp tục một cái xu hướng tăng vượt đỉnh khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại. Nhìn chung là PLP, AA cũng khá là tốt, VNP đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại nhé. Thì các anh chị đang nắm giữ mô hình này, chúng ta thấy rằng giống mô hình của cổ phiếu nào ạ? DDV đúng không ạ? DDV giống ở đây. DDV này, đây chúng ta thấy không? Đây là điểm mua chuẩn, rung lắc rũ bỏ xong rồi đi lên này. Như VNP cũng vậy, trạng thái mua ở đây này, rung lắc rũ bỏ xong rồi đi lên. Đây là những cái nhịp chạy nước rút khá tốt của VNP này. Thì đối với các cổ phiếu dòng đạm, dòng ngành hóa chất đúng không ạ, thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta sẽ kiên nhẫn nhé. Nhìn chung là các cổ phiếu đó cũng đang khá là tốt. Các cổ phiếu của dòng bất động sản hiện tại vẫn đang duy trì một trạng thái tốt. HDC đang tích lũy ở quanh vùng đỉnh, xác suất cao sẽ duy trì tiếp một cái đà tăng nhé. HDG có những cái nhịp điều chỉnh trở lại khi mà chạm đường EMA 20. Cổ phiếu này có điểm trừ là khối lượng vẫn hơi thấp, nhưng mà
xác suất cao sẽ quay trở lại những vùng đỉnh cũ nha. Các anh chị đang nắm giữ thì cứ kiên nhẫn nha. DG thì vượt đỉnh cũ rồi, dòng tiền vẫn đang khá là tốt thì đối với cổ phiếu này kiên nhẫn nhé. KDH test lại nhưng mà thế nên đánh giá là xác suất cao sẽ về những vùng đỉnh cũ, test lại với cái khối lượng khá là thấp này thì xác suất cao nếu mà dòng bất động sản bứt phá ở trong tuần tới là với cái xác suất cũng khá là cao. KDH test lại như này là đẹp nhé. Nhà Từ Liêm đây là những cái điểm mua chuẩn này, hiện tại bứt phá vượt đỉnh test lại khối lượng thấp thì xu hướng vẫn còn sẽ là tăng tiếp ở trong thời gian tới nhé. Các anh chị đang nắm giữ kiên nhẫn nhé. IGC có thể xác suất cao sẽ là vượt đỉnh về những cái vùng 32 là những vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu ở trong thời gian tới này. KBC cổ phiếu này đang có những cái trạng thái khá là tốt, dòng tiền tham gia tốt như này thì giống những cái trạng thái của DIG các anh chị nhé. Lưu ý với các anh chị là giống trạng thái của DIG đối với KBC, đây là những cái điểm mua này. Thì nhìn chung ấy, đối với cổ phiếu này thì các anh chị có thể canh chỉ sâu hơn để chúng ta tham gia, hoặc các anh chị nào đang nắm giữ rồi thì chúng ta gia tăng cái tỷ lệ cổ phiếu ở trong cái thời điểm cổ phiếu điều chỉnh nhé. Còn trạng thái là xu hướng cao là có thể vượt những cái vùng đỉnh cũ là 47, 48 này, vượt những cái vùng đỉnh này, xác suất cao là sẽ có những cái thời điểm vượt điểm những đỉnh cũ này. TIG cũng đang khá là tốt, chạm hỗ trợ, bứt phá và thu hút dòng tiền khá là tốt đúng không ạ? SJC đây cũng là những cái cổ phiếu mà thế đã khuyến nghị rồi thì xu hướng là đang gặp vùng đỉnh test lại và xu hướng vẫn là một cái xu hướng tăng tốt nhé. Các anh chị thấy rằng Lam Long chạm đỉnh cũ test lại khối lượng thấp thì cũng sẽ là cái xu hướng hồi phục ở trong những thời gian tới này. SGS đang tích lũy này. IDG hôm trước có anh nào mới điều chỉnh thôi đúng không ạ, có một anh cũng hỏi là có nên bán hay không, thì nhìn chung ấy là vùng này các anh chị có thể canh chốt lời một phần thôi, nhưng mà xu hướng của cổ phiếu vẫn là tốt thì các anh chị có thể canh chốt lời một phần thôi, chốt lời trong cái xu hướng tăng. AGG cũng có những trạng thái và hồi phục trở lại, nhưng mà nhìn chung ấy cổ phiếu này đã bị gãy cái kênh rồi, thì vùng này nếu mà các anh chị có thì canh hồi thì chúng ta cũng sẽ bán ra. CCL cũng thu hút dòng tiền khá là tốt này. Long Hậu cũng khá là tốt về đỉnh cũ này. NDN xu hướng là sẽ về đỉnh cũ hoặc là vượt đỉnh cũ nhé. CRE là xu hướng sẽ là tiếp tục tăng ở trong thời gian tới, vừa qua cái phiên này thu hút tiền khá là tốt nhưng mà thị trường chung này cũng có những cái trạng thái điều chỉnh này. Và bây giờ quay lại vượt đỉnh thì xu hướng cổ phiếu sẽ về những cái vùng đỉnh trong thời gian sắp tới. CRE sắp tới ngày 15 tháng 9 là ngày mà phát hành tăng vốn đúng không ạ, thì thế đánh giá là xu hướng là cổ phiếu này sẽ được giữ và đến cho ngày tăng vốn. VSM thì đây là một cái cây nến mà chúng ta thấy kéo lên xong rồi đóng cửa mức thấp này, thì nếu mà cái phiên thứ hai mà VSM là một cái phiên tăng điểm kèm với cái khối lượng mà vẫn duy trì ở mức cao thì xác suất cao cổ phiếu này sẽ hồi về những cái vùng cũ, đó là quanh vùng 112, 113. Nghĩa là đây là một cây nến mà chúng ta thấy rằng kéo lên rồi xong lại chịu áp lực bán xuống, nếu mà phiên thứ hai tạo thành một cái cây nến xanh tăng điểm mạnh thì đó là những cái điểm mà cho thấy là xu hướng cổ phiếu sẽ hồi phục ở trong thời gian tới nhé. Thì nhìn chung vùng này là hết rơi rồi, rất khó rơi rồi, thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta sẽ canh hồi phục để chúng ta bán. TEG DIG thì yếu hơn đúng không ạ, nhưng mà xu hướng cao cũng sẽ quay về những cái vùng 24 này. HTL SCR xu hướng cao cũng quay về những vùng đỉnh cũ, quanh vùng 12 này. Các anh chị đang nắm giữ các cổ phiếu này thì những cái mô hình này khá đẹp nhé các anh chị. Nếu là đi lên này, test này và sau đó bắt đầu có những cái nhịp hồi phục này. Chẳng qua là khối lượng chưa vào thôi, nhưng mà khối lượng vào thì xác suất cao sẽ về đỉnh hoặc là vượt đỉnh. Thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta kiên nhẫn. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta tổng kết thêm một cái dòng nữa là dòng dầu khí. Dòng dầu khí cũng đang có nhịp hồi như là PVD này. Chúng ta thấy rằng PVS này cũng đang có nhịp hồi, xu hướng là sẽ về những vùng đỉnh cũ ngắn hạn này, ở quanh vùng 28 này. Đối với PVS này, BSR cũng vậy thôi, cũng sẽ xu hướng hồi về những vùng 20. Thì nhìn chung ấy, là các cổ phiếu hiện tại có mỗi ngân hàng là cái cổ phiếu mà chưa hồi được nhiều đúng không ạ, mà lại tác động đến điểm số thị trường chung khá lớn. Còn các dòng chẳng hạn như là dòng dầu khí đã có những cái trạng thái tích cực trở lại rồi, dòng thép vẫn duy trì một trạng thái tích cực hơn thị trường chung, dòng chứng khoán thì đang xu hướng là quay trở lại về vùng đỉnh cũ hoặc là vượt đỉnh. Hoặc là tiếp theo đó là đối với các cổ phiếu dòng bất động sản thì đang có những cái trạng thái mà khá là tốt, khi mà đồng thuận một cái cổ phiếu theo dòng khá là tốt đúng không ạ. Và các anh chị lưu ý là những cái cổ phiếu nào mà đánh theo dòng ấy, thì cái xác suất thành công sẽ là cao hơn. Nghĩa là thay vì là một mình cổ phiếu đó chạy mà cả dòng bứt phá và cùng tăng điểm ấy, thì
thì cái xác suất thành công của chúng ta sẽ là rất cao. Thì chúng ta thấy rằng vừa qua có dòng cảng biển này, dòng phân bón này, dòng bất động sản này là các cổ phiếu mà bứt phá đồng thuận theo dòng khá là cao. Thì đó là những cái cổ phiếu đang ở kênh trên và cái xu hướng sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Thì nhìn chung là chúng ta thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu đang cho những trạng thái khá là tốt và cho thấy là thị trường hiện tại đang có những cái sự phân hóa khá là cao. Mặc dù điểm số thị trường chung chưa tăng mạnh nhưng rất nhiều các cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu mid cap ở bên trong đã tăng khá là tốt rồi. Thì vấn đề là xu hướng của thế nhìn nhận rằng các dòng đang có một cái xu hướng hướng lên về đỉnh cũ hoặc là vượt đỉnh cũ hoặc là chạm về những cái ngưỡng kháng cự mạnh ở trong thời gian tới. Thế nên là các anh chị quay trở lại cái luận điểm, đó là các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu là chúng ta sẽ tiếp tục, là chúng ta sẽ kiên nhẫn nhá. Lưu ý với các anh chị là như vậy. Chúng ta có thể là lọc ra những cái cổ phiếu mà hiện tại mà phiên vừa qua ngày mùng 1 tháng 9 là cho những cái điểm, chúng ta thấy rằng điểm breakout cũng khá là tốt, chẳng hạn như là DHA này, đúng không? Cho những cái trạng thái khá là tốt này, bứt phá này, đây cũng là những cái điểm mua chuẩn. Nếu mà giả sử các anh chị nào mà đang nắm giữ cái tỷ trọng tiền mặt khá là cao thì các anh chị có thể canh những cái cổ phiếu này mới bứt phá ở những cái vùng hỗ trợ này để các anh chị có thể, chúng ta có thể giải ngân được này. Còn để mua đuổi cao quá thì chúng ta sẽ hạn chế nhé. DHA này, DTD là cổ phiếu đầu cơ này, ADG này, DVP đúng không ạ? DVP đây cũng là những cái điểm mà các anh chị có thể canh để chúng ta có thể giải ngân hoàn toàn được này. Chúng ta cũng có thể giải ngân này. Lưu ý các anh chị nhé, này những anh chị nào mà tỷ lệ tiền mặt cao ấy, thì các anh chị có thể canh giải ngân tại những cái cổ phiếu mới này. Còn các cổ phiếu mà đã vượt đỉnh rồi, qua cái điểm mua thì chúng ta hạn chế này. DXP cũng thu hút dòng tiền này, L14 này, L14 này, tại những phiên này hoàn toàn là các anh chị vẫn có thể là chúng ta sẽ giải ngân, là chúng ta sẽ đánh được này. Đây là những cái phiên mà thu hút dòng tiền khá là tốt này. Dòng bất động sản khu công nghiệp có tip nữa này. Đây là những cái phiên mà các anh chị có thể canh, chúng ta vẫn có thể sẽ giải ngân được này. Lưu ý với các anh chị nhé. Các anh chị nào mà đang giữ tỷ trọng tiền mặt cao thì các anh chị có thể canh những cổ phiếu này. MSR, MSR chúng ta cũng thế à. Nhưng mà MSR thì cái kênh đang gọi là vẫn là kênh dưới, chưa phải thoát ra một cái kênh trên. Thì đấy cũng là những cái điểm điểm nhấn của đối với cổ phiếu này. CCL cũng khá là tốt này. OGC này, cổ phiếu đầu cơ kênh dưới đi lên này. C32 dòng đá đúng không ạ? Dòng đá cũng tăng khá là tốt này. Nhưng mà C32 thì đã có rất nhiều cái phiên tăng ở phía trước rồi. Thì vùng này mua là cũng sẽ bị mua đuổi nhé. Thì các anh chị cũng sẽ cân đối này. Pao này, chúng ta thấy rằng Pao, câu chuyện của Pao đúng không ạ? Là từ những cái hôm trước rồi. Thì đây là những cái điểm mà mua này. Xong hàng về bứt phá tiếp thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng này. Thì vấn đề là nếu mà bây giờ mua thì sẽ bị đuổi này. CTI này, thu hút dòng tiền khá là tốt. ITA này, ITA phiên này là phiên theo thể đánh giá là một phiên test lại thôi. Còn xu hướng cao là cổ phiếu sẽ hồi phục quay trở lại nhé. Sẽ hồi phục tăng điểm quay trở lại phiên test thôi. DID cũng là một cái phiên test nhé. QTP này, chúng ta sẽ rất nhiều KSH cổ phiếu đầu cơ đúng không? SGD test lại này. Thì rất nhiều các cổ phiếu, nhà Từ Liêm thì qua những cái điểm mua rồi. Thì chúng ta thấy là nhà Từ Liêm đây là những cái điểm mua. Còn những cái điểm này là mua là bị cao. Thì chúng ta thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu mà bứt phá bùng nổ đúng không ạ, trong những thời gian vừa qua, mặc dù là thị trường chung vẫn đang biến động, cái xu hướng đó là xu hướng đi ngang, nhưng mà vấn đề là rất nhiều các cổ phiếu TDC này cũng bứt phá. Đây là những cái điểm mua chuẩn của chúng ta này, TDC này. Và TDC phiên sắp tới mà có những cái trạng thái test lại lớp khoảng trống hoàn toàn, các anh chị vẫn có thể giải ngân được. Lưu ý đó là những anh chị mà chúng ta tỷ lệ tiền mặt cao thì chúng ta canh những cái cổ phiếu đó này. Gil này cũng khá là tốt này, TLH đúng không ạ, TIG này, chúng ta thấy không, đó là rất nhiều. ISM cũng là một cái xu hướng tăng khá là tốt này đúng không ạ, chúng ta thấy ISM trở lại cái xu hướng tăng khá là tốt. Và một số cổ phiếu chẳng hạn như IDI này, đây cũng là những cái trạng thái mà chúng ta thấy rằng là bắt đầu thể hiện những cái xu hướng tăng trở lại này, bứt phá này. Thì nhìn chung á là chúng ta thấy rằng là thị trường hiện tại vẫn có những cái sự phân hóa, và chúng ta nếu mà các anh chị có tỷ lệ tiền mặt cao thì chúng ta canh những cái cổ phiếu mới bứt phá từ vùng nền để chúng ta giải ngân thì sẽ là an toàn hơn. Còn đối với Thế và hệ thống đầu tư Antarget và các anh chị đang khách hàng thì Thế khuyến nghị là các anh chị sẽ kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu là nhiều hơn. Đó là chia sẻ với tất cả các anh chị là như vậy.
Vâng, đó là ngày hôm nay thì cũng đã chia sẻ với anh chị về kịch bản của thị trường ở trong những thời gian tới và kế hoạch đầu tư của chúng ta ở trong thời gian tới. Đối với các anh chị cầm tiền thì sao, đúng không ạ? Đối với các anh chị đang cầm lượng cổ phiếu nhiều thì như thế nào? Và thế cũng đã chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái bản tin này, thì các anh chị có thể theo dõi để các anh chị chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và làm sao để chúng ta đầu tư mà có những cái hiệu quả một cách tốt nhất ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin thị trường tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021 của hệ thống đầu tư Atarget. Các anh chị nhớ like video nhé và đăng ký kênh để ủng hộ Thế và hệ thống đầu tư Atarget. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn ạ và hẹn gặp lại ạ. Bye bye.